Dạ, em Vườn Lan Linh My ạ. Em xin được kính chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2023. Hôm nay thì Vườn Lan em tiếp tục phục vụ các bác nhà mình những lũa lan đai châu rừng thuần trụ, hàng nụ các bác nhé, hàng đang nụ nhỏ nhỏ, vừa Tết cho các bác nhà mình chơi, chuẩn Tết âm lịch luôn ạ. Thì hôm nay em có đặt lên những cái chậu gốm như thế này để các bác nhà mình cùng ngắm qua những cái chậu đai châu nha các bác nhá. Và những cái chậu gốm này bác nào mình có nhu cầu lấy thì bên vườn em sẽ tặng đóng kèm luôn vào đơn cho các bác luôn ạ. Đây em xin giới thiệu chi tiết với các bác từng đơn một nhá. Đấy các bác thấy đấy ạ, mọi hôm em để cái phần trụ hôm nay em đặt lên cái chậu nhìn nó khá là đồ sộ, rất là đẹp luôn. Em lên cho các bác trụ đầu tiên, đây là một trụ 2 cây, hàng lá mít các bác nhá. Lá mít xếp rụt như cây này, hiện tại đang có là 2 cây là tổng 8 ngồng hoa nha các bác nhá. Cái này em có nãy em có đếm ngồng hoa rồi. Cái này thì mình sẽ chơi nó sẽ nở trước Tết một chút nha các bác nhá. Và cái này hoa đai châu thì các bác nhà mình khi mà nó nở ấy, các bác đừng tưới vào hoa, các bác cứ tưới vào phần gốc thôi thì nó sẽ được hoa được lên đến cả tháng rồi các bác ạ. Nên là cái trụ này các bác vẫn chơi Tết dương lịch luôn, chơi Tết âm lịch luôn cho em nhá. Đây nụ nó bằng nấy này các bác này. Đó, mỗi cây là 4 nụ, là tổng là 8 nụ. Em lên cho các bác trụ đai châu số 1 đầu tiên ạ. Trụ này thì em sẽ lên giá cho các bác chỉ có là 280.000 là bao ship luôn cho các bác nhá. 280 trụ đai châu lá mít đầu tiên ạ, bao ship ạ. Em lên trụ thứ hai cũng là một chậu 2 cây, hàng lá mít nha các bác nhá, hàng lá mít xếp rụt. Bác bảo để cái trụ cho bác ạ. Như cây này thì em có kiểm tra qua là 2 cây là nó khoảng chừng 6 ngồng hoa nha các bác nhá. Nhưng mà cây này thì hoa nó sẽ nhỏ hơn. Đây này các bác này, nụ nó sẽ bé các bác nhá. Thì cái này nó nở đúng vào dịp Tết dương lịch âm lịch luôn các bác nhá. Em cứ hay quên mồm mà nói lẫn. Nó nở đúng vào dịp Tết âm lịch luôn ạ. Thời gian phát triển của nụ hoa thì nếu như mà trời nắng ấm thì nó sẽ phát triển từ 45 cho đến 50 ngày các bác ạ. Nên là nó sẽ nở đúng vào dịp Tết cho các bác chơi luôn này. Cái này đang bắt đầu, nó đang lên này các bác nhá. Đó, với cây đằng sau kìa các bác kìa. Em sẽ quay lại cây đằng sau để các bác xem này. Đó, cây đằng sau này là nó bị lỗi một cái lá ở đây các bác nhá. Nụ này các bác này, một nụ này, hai nụ này các bác này. Cái ngách cây lá lỗi này hình như cũng có nụ này. Trên này thì nó sẽ có sau các bác nhá. Hiện tại hai cây này thì có một cây này, cây lá mít tròn này. Các bác nhìn xa xa các bác cũng thấy rất là đẹp đúng không ạ? Trụ này thì em sẽ bán cho các bác là 250, là cả bao ship cho các bác luôn ạ. 250 các bác nhá. Ở nhà quen không quý hiệu bác nhá. Các bác chốt cho em là mã châu số 30 này. Này mình bắt đầu từ số 30 các bác nhá. Số 31 này. Số 32 này. Uầy, một cây lá mít đẹp chưa các bác này. Mua một cây này thôi nó cũng đã giá trị rồi các bác ạ. Rất là đẹp, nụ này các bác này. Cây này cái bẹ lá nó to nên là những cái ngồng hoa nó sẽ phát triển rất là mạnh các bác nhá. Cây lá mít ngắn này. Quá đẹp luôn các bác ạ. Cây này bao nhiêu ngồng hoa có? Hiện tại thì thấy là một ngồng này, hai ngồng này, ba ngồng. Hiện tại như cây này là ba ngồng này. Anh xoay cây đằng sau đi anh. Trời ơi, cái lá mít đẹp chưa? Và cây này là một ngồng này, hai ngồng này. Cây này chắc là nó cũng khoảng ba ngồng hoa các bác nhá. Cây này chắc cũng khoảng ba ngồng hoa. Không có. Cái này là 250 luôn các bác nhá. Mã số là 32. Mã số 32, 250. Mã số là 33. Một nụ này, hai này. Cái này hiện tại thì em thấy là hai nụ các bác nhá. Còn cái ngách này nó khó nhìn quá này. Ngách này thì cũng không nhìn được các bác nhá. Thì tạm thời là thấy hai nụ này. Với ngân cây đằng sau anh. Cây này là nhiều ngồng này các bác này. Một ngồng này. Cái này có bị lỗi lá đây các bác nhá. Cái này là số 33. Số 33 là 200.000 nha các bác nhá. Số 33 200.000. Số 34 này các bác này. Cây này rất là đẹp luôn. Cây này trắng nắng các bác nhá. Cây này nó nằm ở ngoài
cái khu vực nắng nó tát vào các bác, nên là các bác nhìn thấy cái thân này nó đang bị vàng quá trắng nắng các bác nhá. Đây này, em cầm cho bác xem này, nó trắng nắng các bác nhá, chứ cây không phải bị hư bị hỏng gì đâu các bác nhá, yên tâm nhá. Chính ra để nó trắng nắng nên là lá của nó cũng rất là vàng này các bác này, nó vàng ươm luôn, cây khỏe các bác nhá. Cây này nó khít cái đầu lá quá, không nhìn được là bao nhiêu nụ này các bác này, một ngồng này. Nó ở trong kẽ các bác ạ, không nhìn được. Cây này các bác nhìn này, nó khít khỉnh khít luôn này, khó nhìn lắm. Này cây giống nhau. Ủ 1, 2, 3 ngồng này. Đấy, như cây này nhìn sơ qua là thấy 3 ngồng luôn rồi các bác nhá. Cây kia chắc nó cũng phải tầm 3, 4 ngồng ấy. Nhưng mà cái bẹ lá của cây đấy nó khít cực kỳ luôn. Hai cây này bác nào mà thích cái hàng trắng nắng ấy thì các bác lấy cái đơn này nhá. Cái này là nó ở ngoài đầu vườn đấy các bác. Nó ngoài đầu vườn nó nắng. Hai cây này đều nhau nhá, đều răm rắp luôn. Rất là đẹp nhá. Hai cây này là với giá là 250 các bác nhá. Mã số là 34. Mã số 34 ạ. Mã số là 35. Thôi để em lại em quay cho. Đây. Đây cái ngọn của nó là đang lên lá ngọn này các bác này. Thân dừa. Cái chậu đấy là thân lá mít xếp rụt. Thân dừa, con đấy tại vì nó rụng lá chân nên nhìn nó ra thân dừa. Loại con này mới là hàng lâu năm các bác ạ. 1, 2 này. Đây này các bác này, có những cái nụ nó đang lên bé xíu ở bên dưới bằng hạt đậu này. 3, 4 này, con này khoảng 4 ngồng hoa này các bác này. Nó nặng. Con này 1 ngồng này, 2 ngồng này. Con này hiện tại thì em nhìn thấy được 2 ngồng thôi nhá. Còn cái con đằng sau là khoảng 4 ngồng hoa. Con này ấy thì lá nó rất là dày, nó nặng lắm các bác nhá. Con này bán kỷ niệm cho các bác 180.000 bao ship. Các bác cần chậu em gửi chậu luôn nhá. Mã số là 35 các bác nhá. Mã số 36 này các bác này. Hai cây này siêu đẹp luôn ạ. Hai cây đều mập đẹp các bác ạ. Một ngồng này. Cây này thì hiện tại mới nhìn thấy 2 ngồng thôi các bác nhá. Cây này thì em chưa nhìn thấy ngồng hoa nhá. Hai cây này thì siêu đẹp này các bác này. Hàng lá mít xếp các bác nhá. Ủa con này đẹp thật đấy, hai con này mập. 220.000 đồng các bác nhá. 220. Thôi con này nó nhìn thấy ít ngồng quá. Nhìn thấy được cây đằng sau được có 2 ngồng, cây đằng trước chưa thấy ngồng cơ. Tức là nó chưa ra ngồng thôi các bác nhá. Còn đây các bác nhìn qua cho em này, năm nào nó cũng đã có hoa rồi nhá. Đây như các năm trước là nó đã có hoa rồi nha các bác nhá. Các cái cúm hoa này này các bác này. À đây này, đây ngồng này các bác này. Con này nó lên ngồng từ dưới ngách lá dưới này luôn ấy. Ô đây này các bác này, 2 ngồng này. 3 ngồng này. 3 ngồng các bác ạ. Con này 3 ngồng các bác nhá, chơi chuẩn Tết luôn. Con này chơi chuẩn Tết luôn này các bác này. Thôi con này 250 đi các bác ạ. 250 đi cho nó cân đối, nó cũng đều giống như các cây này mà. 250, mã số là 36. Mã số 37 này các bác này. Cây này không tính tiền các bác nhá. Tính tiền mình cây đằng sau thôi. 1 này. 2 này. 3 này. Đây cây này cái ngồng của nó nhỏ nhỏ bằng cái hạt đậu các bác ạ. Hiện tại em thấy 3 ngồng các bác nhá. Hiện tại cây này là thấy 3 ngồng này. Cái này đẹp nhờ, mập các bác ơi. 180.000 các bác nhá. 180, mã số là 30. 37 ạ. Đúng rồi, mã số 37, 180 các bác nhá. Mã số là 38, cây đấy là em tính một cây thôi đấy các bác ạ. Mã số là 38 ạ. 1 này, 2 này. 2 ngồng các bác nhá. Đây như năm ngoái nó cũng có hoa này các bác này. Cái này năm nay đang là 2 ngồng này. 1 ngồng này. 2 ngồng các bác nhá. Mỗi cây 2 ngồng. Đây các bác ạ, mã số là 38. 180 luôn nhỉ. 180 luôn các bác nhá. 180 luôn, 2 cây. 2 cây các bác có 4 ngồng hoa để chơi.
Mã số là 39. Một cây lá xếp đẹp các bác này. Con cây này nhỏ nhá. Em kiểm tra xem cái cây này, cái mặt tiền này là bao nhiêu ngồng hoa nào. Một ngồng này, hai ngồng này các bác này. Hiện tại thì em thấy là hai ngồng nhá. Chậu này là 100, cũng là 180 các bác nhá. Cũng là 180 này. Mã số là 39 ạ. Mã số 40. Cây siêu đẹp luôn. Nhưng mà cây này nó bị vàng này các bác này. Cây này khả năng là sẽ bị mất cái lá này đấy các bác nhá. Vì là nó bị sâu ở đoạn này đây này các bác này. Nó bị sâu ngay đoạn này. Nó cái lá cái đoạn này nó không nhận được cái dưỡng chất. Ở đằng này này nó bị héo này này các bác này. Về các bác cắt đi cũng được nhá. Không được cứ để vậy nhá. Mình cắt cái đoạn này đi này. Cây thì khá là đẹp nhưng mà bị lỗi mất một lá. Cây sau rồi các bác này. Anh đếm qua bao nhiêu ngồng hoa vậy? Riêng con này thì nó rất là nhiều rồi. Vì là nó là cái hàng lâu năm. 3, 4 này. Con này 4 này. 4 với con đằng trước được 2. Ừ, con này 2. Đấy. Là hai cây này nó khoảng 6 ngồng hoa để các bác chơi Tết ạ. Con này nó vàng một lá thì con này nó vàng một lá. Con này em sẽ bán rẻ cho các bác thôi. 150. 150 là có bao ship luôn rồi các bác nhá. Tiếc nhờ. Và một lá mà rẻ hơn nó bao nhiêu đấy các bác ạ. Mà cái lá đấy không phải là lá nó bị hỏng từ trong gốc. Mà nó chỉ bị cái chỗ kia nó bị sâu thôi. Mã số là 40 các bác nha. Mã số 40. Một thân. Đây luôn đi không phải bưng nữa. Bán từng chậu một đấy các bác, siêu tầm từng chậu một nha. Như chậu này thì em vẫn giữ giá nguyên như ngày hôm qua. Là 150 bao ship. Và có để chậu, nếu như các bác cần chậu thì em gửi cá chậu, còn bác không cần chậu thì thôi nhá. 150. 41 ạ. 42 là cây nhỏ này các bác này. Cây nhỏ thì phải kết hợp thêm chứ bây giờ mà gửi một cây thì nó. Gửi đi. Thế lại là thôi em lấy cái cây này gọi là các bác lấy giống chơi 100.000. Số 40 à. 42 các bác nhá, 100.000. Từ 40 à, từ 41 là một cây. 42, 43 này các bác này. 43 cây này 120.000. 120, mã số 43. 44. Đây là cái hình thức là các em 44 này các bác này. Các bác biết được là cái dáng cây khi mà lên chậu nó như thế nào không? 44 này, 150 các bác nhá. 44 là 150. Đây là các em còn chưa cố định cột lại cây đấy các bác ạ. Lên chậu rất là đẹp các bác nhá. 45 này. 120, 45, 120. Tất cả đều có nụ hết các bác nhá. Tất cả đều có nụ hết ạ. 46 này. 130 các bác nhá. 46, 130. 47. 47 cây đấy. Bác nào mà lấy đơn hàng nhiều nhiều từ 500.000 thì em tặng các bác luôn nhá. Con cây thôi. Con cây này tặng các bác luôn. Còn nếu không thì các bác mà lấy gộp đơn thì cây này em tính cho 80.000 nhá. Em xem em sẽ kiểm tra những cái cây một cây vì em mới vừa quay nhưng mà không báo nụ với các bác á. Đây như cái cây này đều có là ba, như cái riêng cái cây này là những bốn nụ của các bác này. Cái này là em đếm là số bao nhiêu đây? Đấy, bốn nụ cơ này. Tất cả các cây sẽ đảm bảo với các bác là từ hai nụ trở lên. Đây như cây này, hai nụ ở đây này các bác này. Từ hai nụ trở lên thì các bác chơi Tết nhá. Đấy. Cây này cũng là một nụ rồi này, hai nụ này. Rất là nhiều nụ các bác nhá. Đấy, 1, 2 ở đây này các bác này. Cái này chắc sau cũng ra nụ nữa là 3 nụ. Còn không là các bác cũng có 2 nụ để chơi này. Em đã kiểm tra sơ qua. Cây nào cũng đã có 2 nụ cho các bác trở lên để các bác chơi hoa. Những cây to thế này, thì những cây bé như thế này mình cũng chỉ nên để 2 nụ thôi các bác nhá. Nhiều quá thì nó hại cây. Còn những cây lớn như thế này thì các bác cứ nó có bao nhiêu nụ các bác cứ thế mà chơi nhá. Tất cả hàng như thế này đều là hàng thuần nhiều năm rồi các bác ạ. Toàn là hàng thuần trụ. Nhiều năm rồi. Nên là các bác nhà mình yên tâm để mình chơi Tết nha các bác nhá. Không phải lo là cây nó bị gì nữa. Không giống như là hàng mình mới ghép thì nó sẽ khó hơn. Tất cả các đơn thì em cũng vừa báo giá với các bác nhà mình. Các bác có nhu cầu thì mình mua ủng hộ em.
gọi điện trực tiếp vào số điện thoại là 0382 035 821 ạ. Em chào và hẹn gặp lại các bác.